Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Campuchia, Philippines trở cờ tìm cách thoát chung. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc đã thổi bùng làn sóng thoát chung của các nước phương Tây. Với sức mạnh dữ dội như con virus corona, trào lưu này tràn lan sang cả những quốc gia được gọi là đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á, bao gồm Campuchia và Philippines. Hai nước này cùng lúc đã có những động thái cho thấy muốn giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc cũng như nâng cao cảnh giác với quốc gia này. Phát biểu trong lễ động thổ một dự án ven biển tại tỉnh Sihanouk vào ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phủ nhận thông tin quân cảng Riem chỉ cho tàu chiến Trung Quốc cập bến, đồng thời khẳng định Phnom Penh chào đón tàu chiến của tất cả các nước đến đây, kể cả Mỹ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Theo nhà lãnh đạo Campuchia, thời gian gần đây, một số nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có Mỹ, đã bày tỏ sự lo ngại tới Phnom Penh trước thông tin Campuchia chỉ ưu ái và cho tàu chiến Trung Quốc đến quân cảng chiến lược nằm hướng ra vịnh Thái Lan. Và ông Hun Sen đã khẳng định tiếp như sau: nếu tàu chiến của một nước được cập cảng Riem thì nước khác cũng làm được chuyện đó. Chúng tôi không đóng cửa quân cảng với nước nào. Ông Hun Sen nói rằng hiến pháp Campuchia không cho phép căn cứ quân sự nước ngoài được thiết lập trên đất nước ông, nhưng tàu chiến của các nước đến thăm viếng đều được hoan nghênh. Theo hãng thông tấn AP, nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng Bắc Kinh không cần lập căn cứ ở nước này bởi đã có các căn cứ khác ở Biển Đông, ám chỉ thực thể nhân tạo trái phép mà Trung Quốc đã dựng lên. Cũng tại sự kiện, ông Hun Sen cho biết Campuchia sẵn sàng tham dự các cuộc tập trận chung với tất cả các nước. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được thực hiện sau khi mối nguy hại liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán qua đi. Một ngày sau khi phát biểu này được đưa ra, văn phòng Thủ tướng Campuchia đưa tiếp ra thông báo nhấn mạnh Phnom Penh sẽ không liên minh với nước này để chống lại nước khác. Đây là hình ảnh vị trí căn cứ Riem của Campuchia. Thông cáo ngày 2 tháng 6 của văn phòng Thủ tướng Campuchia tuyên bố như sau: nhắc lại một lần nữa quan điểm của Campuchia để tránh mọi sự nghi ngờ liên quan đến quân cảng Riem. Campuchia không liên minh với nước này để chống lại nước khác hay cho phép sự hiện diện quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia. Chúng tôi cũng không đóng quân ở bất kỳ nước nào khác ngoại trừ dưới cờ của Liên Hợp Quốc. Cách đây chưa đầy một năm, ông Hun Sen cũng đã phủ nhận chuyện Campuchia cho Trung Quốc thuê quân cảng Riem trong thời gian 30 năm sau khi tờ Wall Street Journal của Mỹ dẫn thông tin từ các viên chức giấu tên của nước này và đồng minh cho biết Bắc Kinh và Phnom Penh hồi đầu năm đã bí mật ký thỏa thuận cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng một phần căn cứ hải quân Riem của Campuchia ở vịnh Thái Lan. Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tiếp như sau vào ngày 22 tháng 7 năm 2019 rằng đây là thông tin bị đặt tồi tệ, chưa từng có nhằm vào Campuchia. Điều đó không thể xảy ra vì việc đặt căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ là đi ngược lại hiến pháp Campuchia. Căn cứ Riem do Hải quân Campuchia vận hành thuộc tỉnh Sihanouk và ở đây, tây nam nước này, nằm trên bờ biển giáp với vịnh Thái Lan. Đây là hình ảnh gần đây nhất ngày 15 tháng 3, quân đội hai nước Campuchia và Trung Quốc đã bắt đầu tập trận quân sự mang tên Rồng Vàng. Quân đội Mỹ và Campuchia từng tiến hành một số cuộc diễn tập chung tại đây trước khi quan hệ quốc phòng song phương trở nên nguội lạnh, trong bối cảnh Phnom Penh xích lại gần hơn với Bắc Kinh. Kể từ năm 2016, Campuchia đình chỉ vô thời hạn các cuộc tập trận chung với Mỹ và đến tháng 8 năm 2017, quan hệ giữa Campuchia và Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Phnom Penh cáo buộc Washington can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đất nước. Thay vào đó, quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc ngày càng trở nên khăng khít. Vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán, gần 3.000 binh sĩ Campuchia đã bắt đầu cuộc tập trận Rồng Vàng với Trung Quốc. Đây là cuộc tập trận Rồng Vàng thứ tư giữa Campuchia và Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thet Bat và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên cùng khẳng định sẽ không hoãn cuộc tập trận Rồng Vàng năm 2020 bất chấp sự bùng nổ của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thông báo trên được đưa ra tại lễ bàn giao thiết bị y tế bảo hộ chống dịch viêm phổi Vũ Hán của Campuchia cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho Campuchia trong những năm gần đây. Ngoài các khoản viện trợ quân sự, Bắc Kinh trong năm 2017 đã hỗ trợ Phnom Penh 11 triệu đô la để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương. Các dự án cơ sở hạ tầng tập trung tại thủ đô Phnom Penh và thành phố cảng Sihanouk khiến xứ sở Chùa Vàng đã thay đổi hoàn toàn diện mạo một cách nhanh chóng. Đổi lại những khoản đầu tư kích xù từ Trung Quốc,
Campuchia đã trao cho Trung Quốc lá phiếu và tiếng nói của mình bằng cách ủng hộ lập trường địa chính trị của Bắc Kinh tại các diễn đàn quốc tế về những vấn đề như tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc đặt căn cứ tại Campuchia sẽ tạo cơ hội nới rộng tầm chiến lược quân sự của Trung Quốc một cách đáng kể và nghiêng cán cân quyền lực ở khu vực theo cách sẽ làm áp lực lên các nước liền kề trong khối ASEAN vốn có xu hướng đứng về phía Mỹ nhiều hơn. Một thành viên khác của ASEAN những năm gần đây có mối quan hệ thắm thiết với Trung Quốc đó là Philippines. Mới đây đã có một quyết định bất ngờ khi vừa thông báo tạm hoãn quyết định chấm dứt thỏa thuận thăm viếng quân sự VFA với Mỹ. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Đại sứ quán Mỹ về việc Philippines tạm hoãn quyết định chấm dứt thỏa thuận thăm viếng quân sự VFA với Mỹ. Thông báo này được công bố trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines với nội dung như sau. Vào ngày 1 tháng 6, chính phủ Philippines đã thông báo cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Philippines về quyết định đình chỉ chấm dứt thỏa thuận thăm viếng quân sự. Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của chính phủ Philippines. Liên minh lâu đời của chúng ta đã mang lại lợi ích cho cả hai nước và chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh và quốc phòng với Philippines. Cũng trong hôm 2 tháng 6, Ngoại trưởng Philippines Theodore Roquesin viết trên trang tweet rằng quyết định này được đưa ra theo lệnh của Tổng thống Duterte. Ông Roquesin cũng giải thích Tổng thống Duterte thay đổi quyết định của mình với lý lẽ là một người không thay đổi suy nghĩ thì không thay đổi được điều gì. Đồng thời, ông nhấn mạnh các tình huống trên thế giới đang thay đổi rộng rãi khắp nơi hết sức nhanh chóng trong thời gian đại dịch và căng thẳng về chiều sâu quyền lực gia tăng. Một lãnh đạo thế giới cần nghĩ nhanh, làm cấp về sự an toàn của quốc gia và hòa bình cho thế giới. Trước đó, hồi đầu tháng 2 năm nay, Tổng thống Duterte của Philippines đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ký vào năm 1998 giữa hai nước Mỹ và Philippines. Đây là hình ảnh chụp màn hình tweet của Ngoại trưởng Philippines Theodore Roquesin. Quyết định của Tổng thống Duterte được cho là bắt nguồn từ mối bất hòa được khơi mào khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết trừng phạt các quan chức Philippines liên quan đến cuộc chiến ma túy của ông Duterte và việc giam giữ Thượng nghị sĩ bất đồng chính kiến Laina De Lima. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã hủy bỏ thị thực của Thượng nghị sĩ trung thành Ronaldo Bato Miff, một trong những người lãnh đạo cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông Duterte. Còn lý do chính thức mà ông Duterte đưa ra là để giúp Philippines đa dạng hóa quan hệ ngoại giao và để quân đội Philippines độc lập hơn. Bất chấp những phản đối từ phía quân đội, Manila vẫn gửi thông báo hủy VFA vào ngày 11 tháng 2, kích hoạt thời hạn 180 ngày trước khi chính thức chấm dứt thỏa thuận vào ngày 9 tháng 8. VFA đóng vai trò quan trọng trong một trong những quan hệ đồng minh quan trọng nhất của Washington ở châu Á. VFA tạo khuôn khổ pháp lý để quân đội Mỹ có thể luân chuyển đến Philippines. Theo các chuyên gia, nếu không có hiệp định này, các thỏa thuận quốc phòng song phương không thể được triển khai. Tuy nhiên, tương lai của thỏa thuận này vẫn bất định khi Manila chỉ quan tâm việc tạm hoãn, việc hủy thỏa thuận. Theo lá thư ngày 1 tháng 6 được Bộ Ngoại giao Philippines gửi cho Đại sứ quán Mỹ, thì việc trì hoãn này quá trình hủy VFA sẽ tiếp tục trong 6 tháng và có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa. Sau đó sẽ nối lại quá trình hủy thỏa thuận như đã thông báo vào ngày 11 tháng 2. Và có thể thấy thông báo chính thức về việc hoãn thực hiện quyết định nói rằng nguyên nhân là diễn biến chính trị và có vấn đề khác ở khu vực nhưng không nói cụ thể hơn. Đây là hình ảnh tàu chiến Mỹ đến thăm Philippines theo hiệp định VFA ký giữa hai nước. Một số nhà phân tích cho rằng nguyên nhân liên quan đến căng thẳng gia tăng trên Biển Đông, tức là từ chính cách hành xử của Trung Quốc. Duy trì thỏa thuận quân sự với Mỹ cũng là công cụ hiệu quả để giúp kiềm chế các hành động khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông. Và chuyên gia luật biển Jay Bokonkat, trưởng khoa luật và các vấn đề biển thuộc Đại học Philippines, nhận định Tổng thống Duterte quyết định tiếp tục duy trì VFA có thể do tác động của những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây nhằm vào các nước Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Ông Bắt Thông nói với tờ báo Bưu điện Hoa Đào Buổi Sáng rằng các lực lượng vũ trang Philippines đang ở trong tình thế dễ tổn thương do thiếu tàu tuần tra và tiếp tế. Ông nói, hai tàu lớn nhất của Philippines vẫn đang ở Ấn Độ, nếu tôi nhớ đúng, trong khi những phương tiện trên không và trên biển khác đang được dùng để vận tải hàng tiếp tế và y tế. Ông Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở Washington, Mỹ, đánh giá rằng việc bãi bỏ VFA luôn nhận được ít ủng hộ.
Ông Pô Linh nói tiếp, giờ Trung Quốc đang hành xử hung hăng trong khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán khiến hầu hết các cuộc gặp của quan chức cấp cao của Mỹ và Philippines phải hủy. Rõ ràng ai đó đã thuyết phục ông Duterte rằng vì điều này và những lý do khác họ cần thêm thời gian. Và thời gian qua, Philippines cũng đã có những tiếng nói mạnh mẽ về vấn đề Biển Đông. Và hồi tháng 4 năm nay, Philippines đã gửi hai công hàm phản đối Trung Quốc, trong đó cáo buộc chĩa radar ngắm bắn vào tàu Philippines và việc Trung Quốc thành lập hai quận mới nhằm hiện thực hóa yêu sách phi pháp và mở rộng của mình ở Biển Đông. Ngay sau vụ việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vào hôm 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao Philippines cũng lên tiếng thể hiện sự quan ngại sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết với Việt Nam và kêu gọi cần có sự kiên nhẫn và cư xử đúng đắn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020 với bản tin Campuchia, Philippines trở cờ tìm cách thoát chung. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.